Aquaceline, lăn nách không mùi đến từ châu Âu, nay đã có thêm dung tích 20ml. Đi, xin đi, em đang mất mũi hả? Anh đang nói mà, đâu có chú. Đang nhìn em, định hỏi em. Anh đang nói chuyện với anh Nghĩa. Chương trình mình là mỗi một người là có một máy quay riêng. Em... Người của em, anh mới khen em đẹp đẽ đó Nhi. Thì anh đang nói mà, em đang nghe rồi, nhưng mà... Nghe bằng tay chứ không phải nghe bằng mũi đâu. Rồi, rồi sao két rồi đầm vậy? Có đâu quý vị khán giả, không phải như vậy dạ, đâu. Dạ nghe anh hỏi nè. Anh hỏi em. Hồi xưa đi học á, khi mà em làm sanh viên em có điệu dữ gì không? Có, em điệu lắm á, cấp 2 thôi. Thiệt luôn. Mà sao lúc em gặp anh em vẫn còn xấu dữ vậy Nhi? Tại vì lúc em hết điệu rồi. Sao kỳ em ngang ngược vậy? Thì em điệu từ xưa đi học, xong điệu thấy học ngu cái không điệu nữa. Lo điệu không? Còn em xưa em đi học em có điệu gì không? Em hả? Thí dụ mà không, làm sanh viên á. Không. Sao điệu được không? Em có điệu gì không? Em điệu lắm. Em điệu nổi tiếng trong trường em luôn. Thì sao tới bây giờ vẫn còn điệu mà. Mấy cấp có cỡ này không? Cũng lén dữ lắm. Tại vì ngày xưa là giám thị không có cho tô son vậy thôi. Nhưng mà giám thị mà qua cái là quẹt. Vừa qua cái là bôi lại. Qua cái là bôi lại. Hay quá. Trời ơi, con bé nó xiên quá ha. Nhưng mà cái xác suất mà làm sanh viên mà tô cái mặt vậy tôi không tin nha. Tại vì cổ không phải là đúng cái nghề của cổ mà. Mà mình coi bà nằm ở khu nào. Bà nằm trong công viên hay không, hiểu không? Không biết càng sao thôi. Tạm thời là hay đi. Tạm thời vậy hả? Còn Trinh, em nhận xét bạn này ra sao? Vì là mặc cái áo trắng cầm cái chai em nghĩ là hát không hay đâu. Cái gì kỳ vậy? Sao ngang ngược vậy em? Cơ sở gì? Tại vì tối ngày mình cứ làm thí nghiệm hoài, mình không có tập hát, mình hát không hay. Làm thí nghiệm ban ngày thì em ban đêm về cũng tập hát được vậy? Sao con bé này nó vô Lý Hùng vậy anh? Tối về mệt, em nói thiệt mà, thời em đi học em không có hát nhiều. Em có thể không hát nhiều thôi, nhưng mà bản chất em là hát hay, cái giọng hay. Được chứ? Thật sự, tại vì em nghĩ là những người mà biết làm đẹp là những người có giọng hát rất là tốt. Giống như là em hay là Nhi đó. Bậy là em, nhắc con thì nghe thử kê con. Oh my god. Nhi nó mất mũi nó kêu Thành ơi. Nhi, bữa nay em bị sổ mũi hả? À vậy hả? Anh cẩn thận, búng trúng mặt. Anh đang bệnh mà. Đừng búng em, đừng búng. Khoảnh khắc mắt tôi thấy cận. Cái tay vậy. Anh Giang nè. Sao em? Anh giới thiệu lẹ đi cho em chủ ngồi coi. Bữa nay tại sao thằng Lập nó nhỏ xíu vậy mà lấy cái áo anh Nghĩa bận vậy? Không, cái này áo kể vai anh, thật ra nó phải là như vậy nè. Ủa, em cũng muốn hờ hững giống Khai Như nữa hả? Em có cái gì đó khoe à? Em có hộp nè anh. Trời ơi, ơi. Làm như hộp xoàn vậy đó. Nè, hộp xoàn lấp lánh lắm, hãy khoe nghe em đinh tán để bèo em ơn. Bây giờ nè, hai bạn ở dưới có muốn mời ai về nhà mình không? Em thì em cũng không biết nữa, tại ai cũng là em trong nghề và ai cũng dễ thương, ai cũng lanh lợi hết trơn. Em cứ Thành là có ý là tại vì đặc là anh em làm việc chung nhau nhiều, mình đổi hai khách mời khác được không? Đúng không? Để mình dễ chọn chứ. Ai lo biết không? Tại vì tại bình thường là có Trấn Thành, là có Trường Giang. Bây giờ thêm Quỳnh Lập, Khả Như, một lát không biết ca sĩ là ai nữa. Chương trình là đi tìm khoảng lặng. Không, anh nghĩ là bây giờ Khả Như đang chọn hình tượng ngọc nữ. Dạ. Chắc lát Như nó chỉ ngồi và cười thôi chứ không nói một câu nào đâu. Đúng không rồi. Như em, chỉ em đang nói mà. Đó em đang nói đó nha, cười thôi. Thôi em nói cho mình Lập nói thôi đủ mệt rồi, nói coi cưng. Hay là bây giờ em với chị thành lập một cái nhóm thứ ba đi. Đúng rồi, mình ngồi đâu đây nè. Hai đứa ra ngoài cửa đi. Chơi hai đứa ra ngoài cửa chơi nha. Nhà người ta ở đây ba mùa rồi, bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng rồi, tự nhiên hai đứa đâu sấn sổ vô rồi mở nhà đây vậy. Ủa, tự nhiên chứ giờ sao giờ về hai đội cũng không được. Không Lập ơi, đúng bây giờ em làm một đội riêng cũng không được. Em phải tự tin. Người ta từ chối Khả Như thôi chứ chưa chắc gì từ chối em, hiểu không? Bây giờ một trong hai đứa phải về đồ của em. Chút là cho nhớ cho miếng nhạc rụng. Về phong cách thời trang hôm nay thì Trường Giang với Huỳnh Lập có vẻ trẻ trung, hiện đại. Còn em với Khả Như thì có vẻ là hơi quý tộc, cao sang, quyền quý một tí. Người ta mới nói em quý tộc đó Như. Em phải cao sang một tí. Mới nói sang xong cái nó đẩy xuống sàn luôn. Em tém lại rồi. Nói chung là không có cần phải dùng gì cầu kỳ đâu. Em nghĩ rằng là lùn về với lùn là hợp lý nhất. Vậy là em chọn về đội Trường Giang nè. Ý em nói Trường Giang lùn đó hả? Hỡi thế gian lùn là gì? Lùn là không cao đó nha. Đúng vậy. Mời Quỳnh Lập về với Trường Giang. Còn em về với anh hả? Anh hả? Mời em. Cũng ngồi với đội của Thành đó. Diệu Di là do em nó cãi anh, em hiểu không? Anh nó biết nó là bồ của ai mà nó hư thiệt hư, nó không nghe lời ai. Ghét nhỏ. Thì cũng cần phải coi lại cái phong thủy của cái mùa này nó như thế nào nha. Vì khi mùa trước bên đây là người ta may mắn đúng không? Em suy nghĩ lại đi. Em muốn về đội anh Thành hay anh Giang nào? Dạ, em
về với đội anh Giang. Bé dễ dụ mới nói con cái đổi kèo liền. Vậy thì Harry về với ông xã của em nha. Chào vui. Trời ơi ghê quá. Có vẻ như là có một người rất là đau lòng. Đúng nha. Tự nhiên cái tôi ngồi như quá phụ vậy đó. Trời ơi, cái gì nữa, cái trang phục này nó nói lên cái tính chất của chị rồi. Bây giờ em là một sự thừa thải, đừng nói như vậy. Dạ, mình coi nhau như một gia đình đi. Dạ, không sao. Dạ. Đâu, tụi anh là coi như là coi em như là phụ huynh trong gia đình vậy đó. Em là bà thím bà gì trong gia đình nha, không sao đâu. Ủa lập ủa làm gì tự nhiên em với Giang Đức Linh? Không phải thì... không, tại vì cái này em thể hiện cái sự hả hê của em anh. Như ơi, anh tiếc thương số phận phụ nữ của em. Kệ em đi anh Giang, em rất vui vẻ và hạnh phúc. Mình phải coi khác như người nhà. Buông tay nhau ra. Trời ơi, bây giờ chị ý giống như là sống chung với mẹ chồng á. Bây giờ tôi sẽ đóng vai mẹ chồng ở đây. Vậy thôi, em sẽ đặt tên một cái bộ phim khác là Sống Chung Với Mẹ Khùng. Anh nghĩ anh nói thiệt, cái mẹ chồng người ta cũng không làm cái thái độ đó luôn á. Vợ chồng tao có cưới hỏi đàng hoàng, tao nắm tay là chuyện bình thường, mắc gì em la. Ủa nhưng mà đang chơi, bây giờ ba người này nắm tay gì, em cô đơn em buồn tủy. Bà nắm chân tôi đi. Tôi mệt ghê. Thôi, vậy đó. Để cho Khả Như cảm thấy là bớt cô đơn thì chúng ta sẽ vào ngay với chương trình Vòng 1 Vòng Hóa Thân. À hát, cái dòng mà hát mà dạng này là dạng kiểu như là rất là nghiêm túc và cái gì cũng là thanh niên nghiêm túc, anh hiểu không? Mà hát cái là bể anh hiểu không? Ừ. Anh có hiểu không? Ừ. À, tại sao không hiểu, không hiểu ý em? Anh hiểu rồi. Em mệt mỏi quá, cho em chuyển ra bên này bốn người được không? Trời ơi em khổ quá nè. Giang em thấy sao? Em nghĩ là hát hay và cậu này sẽ là hát rất là chỉnh chu. Bạn này hát không hay và nghề của bạn làm dancer. Trời ơi nó biết luôn nữa. Trời ơi tại sao lại mời anh Tú đến đây trong khi anh Tú biết hết tất cả mọi người. Bạn không phải là làm cái visa. À, tại vì cái tay nghề của bạn nó không chuyên nghiệp. Bữa nay tôi có thầy tương lai mới có thầy phong thủy. Theo cái góc nhìn đạo dưỡng học thì em nghĩ anh này làm cái bóp thiệt nè. Dạ cái bóp vô mặt á hả? Mà hát hay không? Em không biết nữa. Trời ơi Lập ơi, tôi cần là cần em nói cái chuyện là em nhận định người ta hát hay hay không. Chương trình nên bớt mời mấy thầy phong thủy này lần đi nha. Mình đến với chương trình và tụi anh biết từ đầu là em hát hay rồi. Tụi anh vẫn đứng đây với sự tôn trọng. Những người ngồi là không có em ra gì. Đâu có, em có coi ra gì chứ. Anh nói gì vậy, coi ra gì ra một ca sĩ mà. Trời ơi chồng ơi, tại sao không đứng dậy vậy chồng? Mình đứng dậy đi, mình tỏ lòng ngưỡng mộ. Vậy thì mình ngồi xuống. Em ơi, giới thiệu về mình đi nào. Dạ, em tên là Văn Khoa. Em là thiết kế, nhưng mà không phải thiết kế bóp da, mà em là thiết kế đồ họa. Mà em có đi hát không? Em không có đi hát ạ. Rồi có đi học hát đâu không? Dạ chưa không. Sao hát hay vậy? Tự nhiên đẻ ra cái biết hát hay vậy đó hả? Dạ. Trời ơi, dạ nhẹ nhàng. Dạ nhẹ nhàng. Nhỏ khiêm tốn. Em, năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 23 tuổi. Mới tuổi, mới bước vào đời, 23 tuổi hát hay. Năng khiếu bẩm sinh, cha mẹ sinh ra là có cái giọng hát hay vậy. Bây giờ chưa có một cái cơ sở nào để mà chuẩn bị bước tiếp thì đã bị dùi dập ở một chương trình như thế này. À, thật sự ra thì các anh các chị muốn cho em có cơ hội cọ sát hơn để mình biết được như thế nào là cái cuộc thi. Những cuộc thi như thế này thì anh thiết nghĩ em chỉ cần trình diễn là khán giả đã thấy được em hát hay như thế nào rồi. Đây là chương trình để em trải nghiệm. Vui mà em. Cảm ơn. Đợi có mấy khi trải nghiệm đi em. Cảm ơn Trân Thành. Yeah. Những lời nói của giám khảo Trân Thành ở đây rất là tâm huyết dành cho em, nhưng em đừng tin nhé. Xin lỗi em trai đẹp trai. Xin lỗi em. Cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Một tràng pháo tay dành cho Khoa. Em chào anh Thành, anh Giang. Muốn hỏi thăm nhẹ chút, gia đình nhỏ của em với Karik sao rồi? Dạ thì sau hôm ấy tụi em cũng có phát triển nhẹ. Hy vọng là chương trình mình là ngày hôm nay là mời em với Karik quay trở lại. Nhưng mà sao cũng mời có mình em mà em buồn dễ sợ. Tại vì Karik nó sợ đó, em có mời mà từ chối. Đây là dòng mãi dòng ai chứ phải là khúc hát xe duyên em ơi. Mà ráng đi em, yên tâm đi, không sao đâu. Karik em sao, em phát triển hay không anh không quan tâm nha. Nếu bất cứ một điều gì trong cuộc đời, nếu nụ cười không mỉm với em, hãy gọi cho anh sẽ đưa anh Đức tới ngay. lát nữa anh sẽ báo một cái tin về anh Đức sắp tới đây trên sân khấu này, mọi người sẽ bỡ ngỡ. Dạ đúng rồi, em nghĩ là không phải là anh Đức là dành cho em đâu, bởi vì nói như vậy là không có được, bởi vì vị khách mời tiếp theo nè. Khách mời là ai, thứ hai là ai mà ghê như vậy mà liên quan tới anh Đức của tôi vậy? Tại vì khách mời thứ hai có lẽ là anh sẽ phải giới thiệu rất lâu sau quay mới xuất hiện tới. Thế nơi vậy? Là mới bị kẹt cái gì đó hay là mới bung nẹp tháo nẹp tội nghiệp mà lo lắm, cũng là một đứa em thân thiết với mình thôi. Hãy gặp gỡ với Diệu Nhi.
Thấy không? Em ơi bây giờ nè, không mấy bây giờ mình sẵn cái bộ đầm đẹp này, mình catwalk một vòng cho mọi người coi đi được không? Sao vậy em? Em phải tự tin lên chứ. Dạ, em cảm ơn Nghĩa. Trước hết cho Diệu Nhi gửi lời chào đến quý vị khán giả của chương trình Nhà Ngoại Giao Mai. Em chào anh Thành, em chào anh Giang, chào chị Sao. Anh Gượng chào em. Thưa bà con hai họ, cách đây hơn 3 năm về trước, anh Đức vô tình yêu mến Diệu Nhi, gọi là tình đơn phương, chưa bao giờ báo chí được biết. Và oh my god. Vì Diệu Nhi từ chối mà đến ngày hôm nay anh Đức vẫn một mình lẻ bóng, không gỡ được lời thề, chỉ chờ chị Lê Giang gỡ thôi. Mà chưa gỡ được. Cái thông tin này Đại Nghĩa cũng có biết. Đây nè, không ai rành bằng tôi hết. Có luôn hả? Ngày tôi đi diễn hài, anh Đức là cái người năng nắp đòi đưa một cô gái mới vào nhóm, bảo rằng cô ta duyên lắm, cô ta dễ thương lắm, thông minh lắm, thông minh lắm, cưng lắm. Và một đêm nọ tôi gặp Diệu Nhi, lúc đó con bé mập lắm. Sau đó em mới biết người ta thầm thương trộm nhớ cô gái ấy. Nhưng đúng là ông trời cao có mắt, con gái người ta càng ngày càng đẹp, càng ngày càng duyên thì, và mọi chuyện đều tỷ lệ nghịch với những người đã giới thiệu. Đó là lý do vì sao anh Đức của em bây giờ không còn cô đơn. Bây giờ một là Sam nó hốt, hai là chắc gì chị Giang quá, gã hoài luôn á. Thấy thương anh Đức ghê luôn á. Thì có cho anh biết coi tâm lý của em lúc đó làm sao, kể nghe coi. Ngày xưa em không đẹp nhưng mà em không có bị rỗ nhiều như anh Đức. Thưa em sợ hãi luôn á, kiểu con gái mới lớn. Em yêu em nói sợ hãi em làm như con quỷ vậy. Phải, kiểu con gái mới lớn. Nhìn thấy anh Đức mà anh Đức kiểu anh vô vập lắm hả? Anh vô vập, ý là kiểu anh đâu có thân gì với em lắm đâu, em gặp anh mới có mấy lần mà rủ đi ăn. Ta mến mình mà có bạn bè em mà này kia nọ nữa. Em mến luôn bạn bè em. Em tàn nhẫn lắm. Nhưng mà khi nào thì anh Đức bắt đầu nói là Nhi ơi anh thích em quá? Anh không có nói, tại vì cái hành động của em làm là cho anh nản, anh bỏ cuộc liền. Em hành động gì? Em hành động gì? Em hành động kiểu kiểu con gái hững hờ á, kiểu mà kiểu làm cho đối phương cảm thấy ồ đối phương không xứng đáng với mình á. Trời ơi trời. Hồi đó bà làm như đó. Bà làm như bà là Hồ Ngọc Hà vậy đó, bà làm như bà đẹp vậy đó. Rồi thôi được rồi, bây giờ mình tạm gác cái chuyện tình Diệu Nhi anh Đức lại một bên. Bây giờ chúng ta sẽ chọn đội để về nè. Sam, anh cho em chọn trước đó. Em nghĩ là với bộ đồ của em ngày hôm nay thì mọi người cũng nhìn và biết là em sẽ về với đội của ai rồi. Trắng và đen đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Vậy thì mời em về với đội Trấn Thành. Còn Diệu Nhi, em có thấy cái điểm nào tương đồng với Trường Giang không? Dạ không. Vậy thôi đi về đi em. Thật sự mà nói thì đó anh, cái bạn Giang rất là hy vọng luôn khi mà anh em về cái đội của anh Giang, cho nên hôm nay em không muốn một người anh của em buồn. Rồi về cho Trường Giang đi, rồi em coi cái thái độ Trường Giang đối với em ra sao em hiểu nha. Dạ cảm ơn. Mời anh em đi từ từ thôi cưng. Trời ơi tội nghiệp nhỏ ghê, coi chừng té, coi chừng té. Đây không mấy giờ bồng Nhi đi luôn cho lẹ được không? Ơi thiệt tình luôn. Cho bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với hai khách mời của ngày hôm nay. Đi, xin nghỉ. Đi, em đang móc mũi hả? Ủa, anh đang nói mà, đâu có chú. Đang nhìn em, định hỏi em. Anh đang nói chuyện với anh Nghĩa. Chương trình mình là mỗi một người là có một máy quay riêng. Em... Người của em, anh mới khen em đẹp đẽ đó Nhi. Thì anh đang nói mà, em đang nghe rồi, nhưng mà... Nghe bằng tay chứ không phải nghe bằng mũi đâu. Rồi, rồi sao két rồi đầm vậy? Có đâu quý vị khán giả, không phải như vậy dạ, đâu. Dạ nghe anh hỏi nè. Anh hỏi em. Hồi xưa đi học á, khi mà em làm sanh viên em có điệu dữ gì không? Có, em điệu lắm á, cấp 2 thôi. Thiệt luôn. Mà sao lúc em gặp anh em vẫn còn xấu dữ vậy Nhi? Tại vì lúc em hết điệu rồi. Sao kỳ em ngang ngược vậy? Thì em điệu từ xưa đi học, xong điệu thấy học ngu cái không điệu nữa. Lo điệu không? Còn em hồi xưa em đi học em có điệu gì không? Em hả? Thí dụ mà không, làm sanh viên á. Không. Sao điệu được không? Em có điệu gì không? Em điệu lắm. Em điệu nổi tiếng trong trường em luôn. Thì sao tới bây giờ vẫn còn điệu mà. Mấy cấp có cỡ này không? Cũng lén dữ lắm. Tại vì ngày xưa là giám thị không có cho tô son vậy thôi. Nhưng mà giám thị mà qua cái là quẹt. Vừa qua cái là bôi lại. Qua cái là bôi lại. Hay quá. Trời ơi con bé nó xiên quá ha. Nhưng mà cái xác suất mà làm sanh viên mà tô cái mặt vậy tôi không tin nha. Tại vì cổ không phải là đúng cái nghề của cổ mà.
mà mình coi coi bà nằm ở khu nào, bà nằm trong công viên hay không, hiểu không? Không biết càng sao thôi. Tạm thời là hay đi. Tạm thời vậy hả? Còn Trinh, em nhận xét bạn này ra sao? Vì là mặc cái áo trắng cầm cái chai, em nghĩ là hát không hay đâu. Cái gì kỳ vậy? Sao ngang ngược vậy em? Cơ sở gì? Tại vì tối ngày mình cứ làm thí nghiệm hoài, mình không có tập hát, mình hát không hay. Làm thí nghiệm ban ngày thì chứ em ban đêm về cũng tập hát được vậy. Sao con bé này nó vô Lý Hùng vậy anh? Tối về mệt, em nói thiệt mà, thời em đi học em không có hát nhiều. Em có thể không hát nhiều thôi, nhưng mà bản chất em là hát hay, cái giọng hay. Được chứ. Thật sự, tại vì em nghĩ là những người mà biết làm đẹp là những người có giọng hát rất là tốt. Giống như là em hay là Nhi đó. Ai bậy em, là bậy, bậy. Con thì nghe thử nghe coi. Oh my god. Nhi nó mắc mũi nó kêu Thành ơi. Nhi, bữa nay em bị sổ mũi hả? À vậy hả? Anh cẩn thận, búng búng trúng mặt. Anh đang bệnh mà. Đừng búng em, đừng búng. Khoảnh khắc mắt tôi thấy cận. Cái tay vậy. Anh Giang này. Không, em nghĩ bài này hát hay. Không, tôi nghĩ tại vì mà. Tại vì nãy trước khi qua chương trình này em thấy Giang đi rất tự tin. Ủa, là em thấy trước hả? Trời ơi, phải đi vậy không? Phải đi vậy không? Xong rồi cái tóc ở dưới nhuộm hơi hơi la la nhẹ nhẹ, phớt nhẹ. Đó, rồi, tự tin lắm. Mà những người tự tin như vậy là sẽ hát hay anh. Hồi nãy trước khi quay anh cũng gặp bà. Bà đi vậy bà đó. Đi trong trạng thái này. Đó là trạng thái gì? Bà giấu mặt em, bà đi toilet. Bà làm như bà gặp em, bà sợ em phát hiện ra bà. Tôi thấy nó vô toilet, mà đi như nè. Nếu vậy là có vấn đề. Dâu, tại sao dâu phải có vấn đề? Không. Đúng. Anh, cái đó là đau bụng, ôm bụng chạy cho toilet thôi. Tiếp tục suy nghĩ đi. Diệu Nhi, em thấy sao? Em thấy mỗi lần ngồi đây em thấy ai cũng không hát hay hết trơn á. Chắc là cái số bụi làm em bệnh lắm. Cái bọn hành em hả? Em chưa nhận được vấn đề hả? Không, thấy hát không hay anh ạ. Hát không hay, cũng cảm nhận giống vậy luôn. Dạ. Nghe à? Tại sao? Vì đẹp à? Tại vì anh nhìn đi, một cái body mực ngực đô như vậy, tại sao cái vòng ngực của bạn đô không phải đi tập gym? Mọi người đừng có nghĩ đơn giản là đi tập gym thì ngực mới đô, là do mình hát nhiều. Mình hát nhiều mình giữ cái hơi ở bên trong này. Và sau khi mà cái hơi nào mà giữ vô ngực hết hả chị? Lần đầu tiên tôi có nghe hát hơi ngực. Bà ơi. Hơi ngực hát vậy. Thôi nó giữ hơi bụng đi mà. Hơi bụng quá chị. Hơi bụng chứ mà giữ hơi ngực hết trơn. Ai bụng bự hát mới hay sao? Mọi người sao mọi người có vẻ phản đối em vậy? Phản đối luôn. Người ta không có phản đối em, mọi người đang kỳ thị em đó. Em vẫn giữ bạn này cho đến cuối cùng, cho dù là mọi người có nói như thế nào thì nói. Bà em vẫn giữ mọi người đến cuối cùng. Bà làm gì bà ca sĩ á? Không, nhưng em vẫn thông cảm với lại đồng đội của em. Sao? Chết cha. Vì anh ấy đẹp trai. Nó lây lẹ vậy. Nó lây lẹ vậy. Vì ấy đẹp trai, cho nên là anh ấy hát dở. Hả? Em thông cảm vì cái đẹp trai thôi. Nhưng em có ý chính kiến của kinh mình. Kinh nghiệm từ những gì đã coi trong chương trình này đúng không? Với thường ca sĩ nam mà hát hay là thường không cao lắm đâu. Ý nó Nam Cường á hả? Cái bạn này á, thật ra cái đẹp của bạn này là đẹp hát hay chứ không phải đẹp hát đúng dở. Vậy. Tôi vẫn đang hy vọng là có những á. Người đẹp hát dở nhưng cái đẹp này là đẹp hát hay. Anh Damas này là em nghĩ là anh sẽ hát rất là hay. Damas là sao ạ? Chị sao? Anh Damas là cái áo viết cái chữ cái áo viết vậy chứ chị chưa biết người tên. Ta là Dasma. Bà. cái anh Dasma này thì em nghĩ là anh hát rất là hay và thật sự là em khuyên chị luôn á. Vì chị em mình, chị hãy nên giữ anh ấy đến vòng cuối cùng. Em xin hứa là cho dù ốm đau hay bệnh tật, cho dù giàu sang hay giàu khó. Cái gì mà chưa chỉ nó tuyên thệ đúng rồi. Bây giờ thằng bé mà hỏi nó gì là nó idol liền á. Dasma quá. Giang em thấy Dasma cười cái thanh thản cho anh vui coi. Cảm ơn. Gia đình em sau một thời gian hồi ý và sau tất cả những cái sự sàng lọc của chúng em đối với 7 đối tượng mà đều có cảm giác dở này, chúng em sàng lọc ra 2 minh tinh. Dạ, là có giọng hát dở đặc biệt. Giống như là bánh trung thu nó là có là 2 trứng muối, còn bánh bao thì có 3 trứng cút. Tụi em xin phép được ghé nhẹ qua khu vực nhà cầu Sài Gòn quận 2. Có chừng bậy nha, sai lầm nha. Dạ, không làm gì cả. Em xin được ghé nhẹ qua khu vực cầu Sài Gòn quận 2. Nè, tiết lộ nhẹ nè, anh có quen cái bạn này đó. Em
em vượt qua cầu Sài Gòn. Em đi về trung tâm. Em vòng lại, em vòng lại Hầm Thủ Thiêm. Em vòng lại Hầm Thủ Thiêm. Em đi qua cầu. Em dừng lại ngay bến Vân Đồn. Được đâu, không được đâu. Bà đã hát được đó. Cười một cái thanh thản cho tôi coi không phải là bạn. Cái cười kìa. Cười không lại rất tự tin nha. Không phải quận tư đâu. Cười một cái tự tin đó anh Xin ơi. Không được đến gần. Không được đến gần. Liên à. Không được đến gần. Liên à. Liên à. Không phải bác bị lé em ơi. Bây giờ không là hay dở chọn à. Hết đừng mà thành. Bị lé kim. Bị lé kim. Bị lé kim. Khó thiệt, cái game khó thiệt. Khó. Ôi, chứ bây giờ bên đội anh Giang chọn trước. Thôi đi, mình chọn trước đi. Ủa, anh Giang có em. Ủa? Bên kia tao chọn chứ. À, mình phải chơi kiểu vậy mới thắng hả? Chọn trước đi. Thôi thì ta đã xa nhau, xin phép cho em được dòng lại cái cầu Sài Gòn. Của anh về cầu Sài Gòn. Cầu Sài Gòn là cái chỗ quen thuộc của anh đó. Em quan hệ gì với cha và Ngấu Vàng vậy? Không trả lời phải không? Sao trả lời được? Lắc rồi, lắc rồi. Khi dễ phải không? Khi dễ rồi, chọn luôn anh Tiền ơi. Khi dễ rồi. Khi dễ anh Tiền. Anh giận em luôn, anh không thèm chọn em. Bây giờ quận 2 nó rối, quận 4 rối. Qua nhà anh đi, về quận 7. Về quận 7. Về quận 7 đi. Em phải chọn một trong hai chàng đẹp trai thôi, em không thể nào chọn hai người được. Quận 7 là một khu đất đắc địa và có giá trị sẽ tăng trưởng rất là nhanh. Đúng rồi. Thật sự mọi người nên phải giữ lại những cái gì mà. Quận 7 là đất chờ lúng. Trời khó quá. Mình quanh hoài à, thôi mình quyết định luôn đi. Ok. Quyết định nè. Vậy chúng em sẽ được chọn Mr. Photographer quận 7. Yeah. Rất là tiếc. Rồi, đội Trường Giang. Thứ năm thần mệnh. Không thể cùng một lúc loại hai người đàn ông đẹp trai trong một chương trình được. Phải loại chứ. Bây giờ tất cả nhan sắc là gì? Ai coi chương trình này nữa? Khả năng với em nhận định là hát không hay. Em chắc chắn là hay. Cái số mà bên đây đã họp với nhau á là số 2 và số 7. Ừ. Đó. Thì Cường vẫn nghiêng về số 2 vì Cường nói là số 5 hát hay đó. Ừ. Gì thì nói là số 2 cũng không hay đúng không? Ừ. Thì các bạn cứ lựa chọn nếu các bạn nghĩ là như thế. Anh Cường ơi, anh nghĩ đi, đến cuối chương trình mà anh và bạn ấy đứng song ca với nhau thì đẹp biết mấy. Cái vấn đề hôm nay là Cường hát cái bài song ca nam nữ thì không cần bạn nam, cho nên là sẽ chọn số 2. Dạ. Để chắc chắn số là 2. Số 2. Số 2. Anh đã cứu em qua một con trăng. Nhưng mà rất tiếc không thể nào dắt em qua tới cái con truồng tiếp theo. Vậy thì bây giờ